Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 17 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 có 16 thành viên. Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn đã phổ biến những nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm diễn ra đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chúc mừng và bày tỏ niềm tin tới các đại biểu được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tín nhiệm cử đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu đi dự đại hội phải chấp hành nghiêm túc, có trách nhiệm các quy định đại hội đề ra. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện, góp phần tích cực vào sự thành công của đại hội. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cần tích cực giao lưu, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh với đại biểu các địa phương khác, đồng thời học hỏi kinh nghiệm cách làm hay trong công tác mặt trận để nghiên cứu triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Thanh Hóa. Hôm qua ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Nguyễn Vinh Hà, Phó Chủ nhiệm dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai và lấy ý kiến đóng góp của tỉnh Thanh Hóa cho dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền tiếp và làm việc với đoàn. Thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng chống thiên tai, ban hành kế hoạch, hành động, thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, lập quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều các tuyến sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thanh Hóa cũng đang tích cực triển khai các giải pháp phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, di rời các hộ dân sinh sống ở vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Hàng năm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết, đánh giá và triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, giao chỉ tiêu vật tư công tác, chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai cho các địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được quan tâm thực hiện kịp thời thông qua việc lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách và toàn xã hội, qua đó đã góp phần nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân vùng ảnh hưởng. Công tác tu bổ, nâng cấp các tuyến đê được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Việc thu và sử dụng quỹ phòng chống thiên tai được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, tỉnh Thanh Hóa cơ bản thống nhất với những nội dung dự thảo. Tuy nhiên, để những quy định của luật đi vào thực hiện phát huy hiệu lực hiệu quả, tỉnh Thanh Hóa đề nghị luật cần quy định cụ thể rõ ràng về việc thu, sử dụng và công khai quỹ phòng chống thiên tai. Việc thành lập quỹ cần phải thực hiện ở cả cấp trung ương để kịp thời ứng phó nhanh với thiên tai nghiêm trọng và điều tiết quỹ giữa các địa phương trong cả nước. Hiện một số loại hình thiên tai, một số lực lượng tham gia phòng chống thiên tai chưa được quy định trong luật. Do đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung cần quy định đầy đủ hơn, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương thực hiện. Đối với luật đê điều, đề nghị luật quy định cho phép xây dựng các công trình tạm có quy mô nhỏ ở bãi sông để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và điều hành các bãi kinh doanh cát sỏi ở bãi sông. Thay mặt đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Vinh Hà đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của tỉnh Thanh Hóa cho dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số luật phòng chống thiên tai và luật đê điều để nghiên cứu hoàn thiện những nội dung của dự thảo. Ngày 17 tháng 9 tại huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự và phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Tre Luồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp hội Tre Luồng tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 2869 ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công Thương và các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội. Đại hội đã thảo luận thông qua phương hướng hoạt động và điều lệ của hiệp hội, bầu ban chấp hành Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa khóa 1, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tre luồng lớn nhất cả nước với khoảng 152.000 ha, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 94 triệu cây. Đây là loại cây có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của người dân các huyện miền núi, có giá trị lớn cả về kinh tế và môi trường. Hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa có khoảng 126 doanh nghiệp cơ sở chế biến kinh doanh tre luồng. Tuy nhiên, chất lượng hầu hết diện tích rừng luồng còn thấp, giá trị các sản phẩm từ tre luồng chưa cao. Doanh nghiệp và cơ sở chế biến chủ yếu quy mô nhỏ lẻ, hoạt động thiếu liên kết. Vì vậy, chưa khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tre luồng. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch phát triển tre luồng, thành lập Ban chỉ đạo phát triển tre luồng của tỉnh, ban hành chính sách phát triển rừng luồng thâm canh. Đây chính là cơ hội cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh tre luồng của tỉnh phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự tích cực của ban vận động thành lập hiệp hội, sự ủng hộ phối hợp của các ngành địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế để hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa ra đời. Đồng chí đề nghị hiệp hội bám sát kế hoạch phát triển tre luồng của tỉnh, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng rừng luồng, xây dựng mối liên kết giữa các doanh nghiệp với người trồng luồng, giữa các doanh nghiệp với nhau và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này để nâng cao giá trị cây luồng. Bên cạnh đó, hiệp hội cần chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào sản xuất kinh doanh gắn với hoạt động du lịch để nâng cao thu nhập cho người dân, tích cực chuẩn bị các điều kiện để vận động đăng cai tổ chức đại hội Hiệp hội tre luồng thế giới tại tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong ngày 17 tháng 9, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Thanh Hóa Quảng Nam và một số nội dung khác. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, văn phòng tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự kiến các hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa giữa hai tỉnh Thanh Hóa Quảng Nam sẽ được tổ chức từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020 tại hai tỉnh với các hoạt động như lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam Thanh Hóa, dự kiến tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020, khánh thành nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa ở tỉnh Quảng Nam, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 và tổ chức triển lãm tư liệu hình ảnh Thanh Hóa Quảng Nam với chủ đề Thanh Hóa Quảng Nam 60 năm một chặng đường. Dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Ngoài ra, sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại một số địa phương đơn vị. Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các ý kiến thảo luận tại hội nghị của các sở ngành đơn vị liên quan, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện này cần chủ động, sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, kiểm soát thời gian thực hiện đảm bảo tiến độ. Cụ thể, lễ kỷ niệm giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, lễ khánh thành nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa ở tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức triển lãm tư liệu hình ảnh Thanh Hóa Quảng Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung việc thành lập đoàn đại biểu Thanh Hóa tham dự lễ kỷ niệm tại tỉnh Quảng Nam và bổ sung thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vào thành phần ban tổ chức. Đồng thời lưu ý các đơn vị cần tập trung phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết tương trợ, hợp tác cùng phát triển giữa hai tỉnh Thanh Hóa Quảng Nam. Hội nghị cũng đã thảo luận về việc xây dựng đề án tổ chức lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái Sầm Sơn. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền giao Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái Sầm Sơn trong năm 2020 và tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, lập đề cương xây dựng đề án lễ hội tình yêu triển khai theo từng giai đoạn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, việc tổ chức lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái Sầm Sơn phải có sự kết nối với các địa phương khác để quảng bá rộng rãi tiềm năng thế mạnh về kinh tế, văn hóa du lịch của Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho 400 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu chuyên sâu 39 chuyên đề nghiệp vụ liên quan đến mặt công tác công an, nhằm cập nhật bổ sung kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở,
kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và một số kỹ năng kinh nghiệm thực tiễn công tác cho lực lượng công an chính quy bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở trong tỉnh. Đây là lớp đầu tiên trong 3 lớp bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn năm 2019 do công an tỉnh tổ chức. Những cán bộ tham gia lớp tập huấn này đều đã được đào tạo cơ bản tại các trường công an nhân dân, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, trong đó có nhiều đồng chí đang giữ chức vụ chỉ huy cấp đội. Thưa quý vị và các bạn, muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì phải xây dựng một hệ thống thể chế chính sách làm bệ đỡ cho doanh nghiệp hoạt động. Chính vì vậy, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế. Cuộc vận động này được kỳ vọng là hội nghị riêng hồng về kinh tế để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Trên thực tế, doanh nghiệp doanh nhân cả nước nói chung và doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động. Trong đó, nguyên nhân quan trọng là cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nhân. Doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trên thị trường biết rõ hơn ai hết họ cần cơ chế nào để hoạt động tốt nhất và đóng góp lớn nhất cho sự phát triển kinh tế đất nước. Những cái chính sách của Đảng và Nhà nước đấy ban hành quan tâm thì trong đấy có những cái chính sách cũng đã tạo được những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp doanh nhân chúng tôi trong cái quá trình sản xuất kinh doanh cũng có còn nhiều các cái khó khăn và những cái rào cản, nên là chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái chính sách linh hoạt hơn nữa, tháo gỡ những cái khó khăn hơn nữa, và những cái chính sách này thiết thực với những cái doanh nghiệp như chúng tôi thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả. Việc lấy ý kiến của doanh nghiệp doanh nhân để xây dựng cơ chế chính sách không phải là việc làm mới. Tại Thanh Hóa, các sở ngành và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa thường xuyên nắm bắt và tổng hợp ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp để phản ánh đến các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều tổ chức hội nghị tiếp doanh nghiệp định kỳ để lắng nghe những trao đổi của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi cơ chế chính sách và hoạt động sản xuất kinh doanh. Và cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế do Ban Kinh tế Trung ương lần đầu tiên tổ chức với quy mô lớn, rộng khắp cả nước sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa đóng góp trí tuệ của mình đối với các chủ trương chính sách quan trọng của đất nước. Tôi thấy là cái cuộc vận động này nó rất quan trọng để đối với doanh nghiệp và doanh nhân để thể hiện được những cái điều mà mình mong muốn, và mình muốn được là cái doanh nghiệp của mình được tiếp cận với các chính sách và cơ chế kinh tế của đất nước để khẳng định được cái vị trí của doanh nghiệp và doanh nhân đối với nền kinh tế, và cũng đồng thời là góp sức mình để tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Sau rất là nhiều năm thì bây giờ có một cái cuộc vận động và cái cuộc mà doanh nhân doanh nghiệp được tham gia đóng góp vào cái nghị quyết này lần này thì chúng tôi thấy đấy là một cái tháo gỡ của Đảng và Nhà nước, của các cấp chính quyền trung ương địa phương. Đấy là một cái điều mà doanh nghiệp rất là mong muốn. Doanh nghiệp doanh nhân thì thứ nhất là phải có trách nhiệm để đóng góp vào các cái cơ chế chính sách mà có ảnh hưởng tới mình. Thứ hai nữa thì đây cũng là cái quyền lợi của cái đối tượng chịu sự tác động của các cơ chế chính sách, các cái văn bản pháp luật được đưa ra. Tuy nhiên thì cái việc đóng góp ý kiến này phải là một cái nỗ lực dài hơi, liên tục. Trước đây thì chúng ta đã làm rồi. Đấy, và sau cái cuộc vận động này thì chúng ta càng phải làm nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa thì mới có thể có được nhiều những cái chính sách phù hợp, sát thực với cái hoạt động của doanh nghiệp. Đảng ta đã xác định trọng tâm đổi mới thể chế kinh tế trong giai đoạn tới dựa trên 3 trụ cột: thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, tạo dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, coi vị thế của doanh nghiệp là vị thế của quốc gia. Vì vậy, cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế là bước đi cụ thể, thiết thực nhất để thu hút được trí tuệ của doanh nghiệp doanh nhân khắp cả nước vào việc hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra bước phát triển đột phá về kinh tế vì mục tiêu thịnh vượng bền vững. Năm 2019, huyện Lang Chánh có kế hoạch trồng mới 1.000 ha rừng tập trung, trong đó trồng rừng vụ xuân 500 ha, vụ thu 500 ha. Đến thời điểm này, diện tích trồng rừng vụ xuân đã hoàn thành, riêng vụ thu mới đạt trên 70% kế hoạch. Hiện nay, ngoài việc chỉ đạo bà con chăm sóc diện tích rừng đã trồng,
các xã đơn vị chủ rừng đang tiếp tục đầu tư cây giống, vật tư, gấp rút trồng nốt diện tích rừng phụ thu còn lại. Theo kế hoạch, vụ thu năm 2019, xã Giao An, huyện Lang Chánh sẽ trồng mới 50 ha rừng sản xuất, trong đó chủ yếu là cây cao úc. Mọi năm, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng vụ thu, nhưng đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết, diện tích rừng trồng vụ thu mới đạt trên 70% kế hoạch. Đối với công tác trồng rừng thì nó phải dựa vào cái thời tiết. Thứ nhất là sau khi xử lý thực bì thì bà con nhân dân là gặp nắng hạn. Nếu mà trồng xuống thì nó sẽ bị chết, cho nên là bà con dừng lại. Và một số cái diện tích sau khi trồng nắng hạn thì lại gặp mưa, cho nên là xử lý thực bì và làm sạch cái đất để trồng thì nó chậm so với thời gian của những năm trước đây. Vì thế mà công tác trồng của năm nay thì đến thời điểm này xã Giao An chưa hoàn thành được cái 100% kế hoạch giao. Khó khăn dẫn đến tiến độ trồng rừng vụ thu tại huyện Lang Chánh chậm so với cùng kỳ năm trước là do nhiều hộ trồng rừng còn thiếu vốn đầu tư cho sản xuất. Nhiều nơi diện tích trồng rừng nằm ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên việc vận chuyển cây giống, phân bón không kịp thời, cộng với điều kiện nắng nóng, mưa bão gây ảnh hưởng đến việc đầu tư trồng rừng. Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ thu, ngành lâm nghiệp, chính quyền các xã trong huyện đang tăng cường chỉ đạo, giám sát, quản lý diện tích rừng trồng mới đến từng hộ, chủ rừng, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ khẩn trương phát dọn thực bì, cuốc hố, chuẩn bị giống để trồng hết diện tích rừng còn lại. Ở miền núi thì cái mưa dông rồi là gió bão thì thường thường thì hắn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc là cây gãy, cây đổ, ảnh hưởng nhiều đến sản lượng. Đặc biệt là chúng tôi phải tuyên truyền là chọn cái thời điểm nào khai thác phù hợp, và đặc biệt là sau khai thác thì chọn thời điểm trồng để phù hợp để cây phát triển tốt. Chỉ đạo các cái đơn vị tổ chức sản xuất cung ứng các cái giống cây lâm nghiệp đảm bảo đúng chất lượng theo đúng quy cách yêu cầu đã đề ra. Song song với đấy thì hàng tháng thì ban chỉ đạo của huyện cũng đã tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở đối với các chủ rừng nhà nước cũng như các hộ dân trên địa bàn huyện để làm sao đấy chúng ta là tổ chức trồng rừng cho nó kịp đúng so với cái khung thời vụ cho phép. Theo kế hoạch, huyện Lang Chánh phấn đấu đến hết tháng 10 sẽ kết thúc trồng rừng vụ thu năm 2019. Đồng thời, huyện cũng lồng ghép các chương trình dự án về xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn ngay trong vụ thu và vận động bà con chuyển từ rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn để nâng cao giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, được cảnh báo là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy cơ tử vong cao, bệnh Whitmore, một bệnh do nhiễm vi khuẩn trong bùn đất, khí bụi, hiện đang khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu được phát hiện sớm, bệnh Whitmore hoàn toàn có thể chữa khỏi. Sau gần một tháng điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến nay sức khỏe của hai bệnh nhân ở huyện Như Xuân và Quảng Dương mắc bệnh Whitmore đã cơ bản hồi phục. Cả hai bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, rét run và tức ngực. Với các biểu hiện ban đầu như trên, bệnh nhân bị nghi ngờ mắc bệnh lý về tim. Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị, bệnh không tiến triển. Các bác sĩ đã tiến hành nuôi cấy tìm vi khuẩn và phát hiện vi khuẩn Whitmore. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tấn công bằng kháng sinh liều cao. Phát hiện bệnh sớm, được điều trị đúng phác đồ nên bệnh nhân hồi phục nhanh. Ông điều trị đã gọi là cắt sốt được 10 ngày nay, thì gọi là bệnh tình của ông có tiến triển rất chi là nhiều. Ăn uống gọi là về trước thì ông có ăn cháo này, ông ăn cơm đều đặn. Đi vô đi ra thì bệnh tình của ông gọi là bây giờ là tiến triển rất chi nhiều. Chắc là trong vòng khoảng 3-4 ngày nữa là có thể ông sẽ xuất viện về nhà. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã điều trị khỏi bệnh cho gần 10 trường hợp mắc bệnh Whitmore. Cá biệt, một số trường hợp giờ phát hiện bệnh muộn, khi nhập viện, bệnh nhân đã biến chứng nặng nên không qua khỏi hoặc phải chuyển tuyến trên. Bệnh Whitmore điều trị được nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi chẩn đoán lâm sàng là bệnh có biểu hiện đa dạng, dễ nhầm lẫn với những bệnh khác. Một số cái đặc điểm nổi bật, đấy là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nó rầm rộ, bệnh nhân sốt cao, liên tục, có thể có biểu hiện, có cơn rét run, biểu hiện đường hô hấp là ho, khạc đờm, tức ngực, khó thở, biểu hiện có thể tổn thương ở áp xe ở nhiều bộ phận trong cơ thể, áp xe ở cơ, áp xe ở các cái phủ tạng khác, ở phổi, ở gan, ở lách, ở thận. Về nguyên nhân số người mắc Whitmore đang có xu hướng gia tăng, các chuyên gia y tế cho biết do gần đây y học phát triển mạnh
nhiều cơ sở y tế tại các tỉnh đã phát hiện được khuẩn Whitmore nên bệnh Whitmore cũng được biết đến nhiều hơn. Những người có cơ địa đặc biệt là đái đường, xơ gan, nghiện rượu thì phải giữ vệ sinh chặt chẽ hơn, rồi nâng cao thể trạng. Khi mà đặc biệt là khi mà có các cái biểu hiện ban đầu của bệnh như sốt, ho hoặc là các cái tổn thương viêm áp xe ở cơ, ở các bộ phận trong cơ thể thì nên đến các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán, điều trị bệnh sớm, tránh các cái biến chứng nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng khi mà mình điều trị muộn. Hiện nay bệnh Whitmore chưa có vaccine phòng bệnh. Biện pháp dự phòng cơ bản nhất vẫn là che chắn tốt đường hô hấp trong môi trường khói bụi, tăng cường biện pháp phòng hộ trong lao động, tránh để các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là các vết chảy xước, tiếp xúc trực tiếp với đất bùn. Thưa quý vị và các bạn, trước đây, làng nghề xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa chỉ được quy hoạch cho các cơ sở chế biến đá mỹ nghệ. Song đến nay, các cơ sở đã mở rộng quy mô thành các cơ sở sản xuất đá xẻ, gây ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, bụi đá, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng xuống kênh Vinh, một nhánh của sông Nhà Lê, làm ô nhiễm nguồn nước của dòng kênh này. Cơ sở sản xuất này đang có 3 cỗ máy xử lý đá lớn và nhiều thiết bị có sử dụng nước đang hoạt động. Nhưng các bể chứa nước thải lại không có dấu hiệu đang tiếp nhận nguồn nước thải. Câu hỏi đặt ra là nước thải đang thải đi đâu? Và đây là câu trả lời. Ngay cạnh cơ sở sản xuất này, dòng nước đục ngầu trắng xóa đang xả thẳng vào kênh Vinh, một nhánh của sông Nhà Lê đi qua khu vực phường Quảng Thắng và xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa. Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ phường Quảng Hưng hiện có 8 cơ sở sản xuất đá xẻ đang hoạt động. Hầu hết các cơ sở này đều phát triển từ các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ trước đây, nên diện tích nhỏ, nhà xưởng nhếch nhác, không có hệ thống thu gom xử lý nước thải, và nếu có, cũng không đảm bảo tiêu chuẩn. Điều đáng nói là, các cơ sở sản xuất này rất gần khu dân cư, khoảng cách gần nhất chỉ khoảng từ 30 đến 40 mét. Do đó, khói bụi và tiếng ồn trong sản xuất ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Cái này nó cũng là một cái mặt khó khăn cho các hộ sản xuất ở dưới này. Vì cá nhân tôi thấy là khi mà chuyển xuống này là nó vào cái hộ xen vào dân cư. Thì bây giờ dân người ta phản ánh là hoàn toàn chính xác. Nhưng nhìn chung á, vì nó cũng có khó khăn riêng. Ví dụ như bản thân như khu sản xuất của tôi, thì tôi thấy là tôi cái diện tích của tôi nó đang còn. Thì tôi có thể tôi khắc phục được tốt hơn. Còn các hộ nó rất là chật chội, nó rất là khó khăn. Thì họ có muốn khắc phục tốt hơn nữa thì cũng không có cái đủ điều kiện và cái đủ cái vị trí để làm. Phường Quảng Thắng đã quy hoạch một khu vực thu gom nước thải chung cho làng nghề. Tại đây, bột đá lắng xuống, nước thải sau đó mới thải ra môi trường. Song, nhiều cơ sở vẫn không dẫn nước thải vào khu vực chung. Và nếu có, thì ao lắng cũng không đủ chỗ chứa. Và để khắc phục cái tình trạng này thì địa phương thì thường xuyên là làm việc với các hộ sản xuất kinh doanh trong làng nghề, tuyên truyền vận động người dân phải thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, là phải có cái hố thu, hố lắng ở ngay trong cái xưởng của mình để ra cái khu tập trung. Tuy nhiên cái khu tập trung của nó cũng rất nhỏ, đấy, cái bể ô bể rất nhỏ cho nên cứ khoảng 3 tháng hoặc 4-5 tháng đấy thì các cái hộ là cũng chung nhau cái kinh phí để nạo vét cái bùn thải này phơi khô để vận chuyển đi nơi khác. Cái tình trạng mà các cái bể chứa đầy thì nước thải ra cái kênh Vinh sông Nhà Lê ấy, thì có cái hiện tượng là kèm theo cả cái bột đá. Để giải quyết những tồn tại ở làng nghề chế tác đá mỹ nghệ tại phường Quảng Thắng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã có chủ trương xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài, chính quyền, người dân và chủ các cơ sở sản xuất chế biến đá đều mong muốn di chuyển các cơ sở sản xuất đá xẻ ở phường Quảng Thắng và xã Đông Hưng đến khu sản xuất tập trung xa khu dân cư. Bởi có như thế mới khắc phục triệt để được tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.